Xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta được biết thì sữa là loại thực phẩm quen thuộc, giàu vitamin và khoáng chất như canxi, kali, protein và các loại vitamin như A, B, D và rất nhiều dưỡng chất khác nữa. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sữa với các mức giá thành khác nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì ạ? Đó là có loại sữa nào vừa đảm bảo chất lượng nhưng lại có thể dành được cho cả gia đình hay không? Thì trong video ngày hôm nay, Huyền Trang sẽ bật mí tới quý vị và các bạn một sản phẩm mà bản thân Huyền Trang vô cùng yêu thích. Và qua tìm hiểu thì Trang được biết rằng nguyên liệu của sản phẩm này nhập khẩu 100% từ Pháp. Và quý vị và các bạn cũng biết rồi, Pháp là một đất nước có nguồn sữa bò đứng đầu thế giới đúng không nào? Và sản phẩm mà Huyền Trang muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là thương hiệu sữa Franmil mà gia đình nhà Trang rất là tin tưởng và đã sử dụng trong suốt thời gian qua. Và một điều đặc biệt của thương hiệu sữa Franmil đó là có những dòng sữa chuyên biệt dành riêng cho từng đối tượng. Bởi như theo các chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thì mỗi người sẽ có một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Chính vì vậy mà không có loại sữa phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng mà cần có những loại sữa chuyên biệt dành riêng cho từng đối tượng, phù hợp theo nhu cầu dinh dưỡng, theo độ tuổi, theo sức khỏe và thậm chí là do nhu cầu vận động của từng người nữa. Chính vì lẽ đó mà một thương hiệu lại có nhiều loại sữa khác nhau và Franmil thì cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trải qua nhiều năm nghiên cứu thị trường cũng như là nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của người dân Việt Nam thì thương hiệu sữa Franmil đã phát triển thành công các dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi, cho bà bầu, cho người sau sinh, cho những người phục hồi sức khỏe và cho những người gầy cần tăng cân. Và bây giờ thì Huyền Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách để pha một ly sữa Franmil thơm ngon bổ dưỡng nhé. Nhưng có hai lưu ý nhỏ đó là chúng ta luôn luôn phải sử dụng cốc và thìa đảm bảo vệ sinh để pha sữa. Thứ hai là luôn phải sử dụng thìa có sẵn trong hộp sữa để lấy sản phẩm ra. Và quý vị và các bạn cũng quan sát thấy ở đây chúng ta có một bình pha sữa nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Trên bình thì có ghi các mức định lượng nước khác nhau để chúng ta có thể pha một ly sữa chuẩn chỉ theo dinh dưỡng và hướng dẫn của sữa Franmil. Với 5 dòng sữa dành cho 5 đối tượng khác nhau, F800 dành cho người mới phẫu thuật và uống dậy, F600 dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường, F150 dùng để thay thế bữa phụ dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, sản phẩm F115 dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi giúp trẻ phát triển chiều cao, trí não và thị giác. F700 là sản phẩm dùng để thay thế bữa ăn phụ, cung cấp chất đạm, chất béo, protein dành cho người gầy muốn tăng cân và những người suy nhược cơ thể mới uống dậy. Để có một ly sữa Franmil thơm ngon thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một chút nước ấm tương đương với 180ml ở nhiệt độ từ 45 đến 50 độ C. Sau đó lấy ra 4 muỗng sữa tương đương với 36g và chúng ta sẽ lắc nhẹ trong khoảng 30 giây để sữa tan hết. Sau khi cho 4 muỗng sữa vào trong ly như thế này, chúng ta chỉ cần lắc khoảng 30 giây là đã có ngay một ly sữa Franmil thơm ngon rồi nhé. Còn đối với dòng sữa F500 và 200 thì như thế nào ạ? Cũng vẫn tương tự như vậy thôi, nhưng chỉ có điều là chúng ta thay vào đó là 5 muỗng sữa áp dụng cho 180ml. Và quý vị và các bạn lưu ý là sau khi pha xong thì chúng ta nên sử dụng luôn để đảm bảo được có một cốc sữa thơm ngon và giàu dinh dưỡng nhất nhé. Còn một sản phẩm cuối cùng cũng là sản phẩm đặc biệt nhất mà Huyền Trang muốn nhắc tới quý vị. Đó là sản phẩm F100 dành riêng cho mẹ bầu thiếu sữa hoặc là ít sữa. Đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ dùng một muỗng gạt tương đương với 45ml nước ấm và khuấy đều, sau đó sữa tan chúng ta sẽ cho vào bình để cho trẻ bú bình thường sẽ vô cùng hiệu quả quý vị nhé. Tùy theo từng giai đoạn của trẻ mà chúng ta có thể có những cách sử dụng thích hợp. Từ 0 đến 2 tuần, một muỗng cộng 45ml mỗi ngày 7 đến 8 lần. Từ 2 đến 4 tuần, 2 muỗng cộng 90ml mỗi ngày 6 đến 7 lần. Từ 1 đến 3 tháng, 3 muỗng cộng 135ml mỗi ngày 4 đến 6 lần. Trên 3 tháng, 4 muỗng cộng 180ml mỗi ngày 4 đến 5 lần. Có một lưu ý nhỏ đó là khi trẻ từ 6 tháng đổ ra thì ngoài việc bổ sung Franmil F100 thì quý vị và các bạn hãy cho trẻ ăn dặm để trẻ được bổ sung các dưỡng chất cần thiết để có thể phát triển một cách tự nhiên nhất. Quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm sữa Franmil là sản phẩm có nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho từng đối tượng. Chính vì vậy mà chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho chính bản thân cũng như là những người thân trong gia đình sử dụng. Nếu như có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc gì về cách sử dụng sữa thì quý vị và các bạn vui lòng để lại comment dưới video hoặc liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn nhiệt tình nhé. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.